Bị bạn gái chia tay, thanh niên lụy tình tìm đến cơ quan làm liều và sự xuất hiện kịp thời của người bố. Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên TikTok ghi lại cảnh thanh niên điên tình đến tận chỗ làm của bạn gái làm loạn đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Được biết do hết tình cảm và không muốn tiếp tục nên cô gái đã quyết định chia tay với anh trai này. Thế nhưng cứ nghĩ rằng bạn gái có người mới và do không muốn chia tay nên anh trai nhiều lần đến tận nơi làm việc của cô gái để năn nỉ. Có khi là đe dọa để cô gái quay lại với mình. Tuy nhiên cô dứt khoát từ chối vì thấy không thể có hạnh phúc nếu như yêu một người như vậy. Nhưng chàng trai nhất quyết không bỏ qua, liên tục làm phiền cô gái. Vì quá sợ hãi nên khi đi làm, cô gái luôn phải nhờ bố đến đón và hôm nay là đỉnh điểm của nguồn cơn. Sau một hồi nói chuyện, thanh niên chạy về xe máy của mình và mang con dao chạy đến chỗ cô gái. Rất may là bố cô gái và một anh trai gần đấy đã can thiệp kịp thời, hạ gục hắn ta chỉ với một đòn. Một số dân mạng để lại bình luận sau khi xem xong đoạn clip: đấy, chọn nhầm người khổ thế đấy, dù sao cũng chúc mừng bạn nữ vì đã lựa chọn rời đi. Manh động thật, cũng hay là có bố và ở nơi đông người, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Này là tính chiếm hữu muốn bản thân phải thắng chứ yêu thương gì, không phải ai cũng may như cô gái ấy. Biết là vẫn còn yêu, nhưng nếu đối phương không còn tình cảm thì cũng nên buông tay các thanh niên ạ. Đừng hành xử theo con tim thế này, kẻ vào tù ra tội, người chấm dứt cuộc đời thì buồn quá. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho Tình Bà Phúc biết nhé.